Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Trước Ống Kính. Thưa quý vị, cuộc sống xung quanh chúng ta luôn thiên biến vạn hóa, đang xen cả những điều tích cực và tiêu cực. Dĩ nhiên, điều tích cực sẽ giúp chúng ta thêm yêu cuộc sống, yêu con người hơn. Ngược lại, điều tiêu cực khiến ta cần phải đề cao cảnh giác và phòng ngừa. Và những nội dung được chúng tôi đề cập trong bản tin Trước Ống Kính phát sóng vào lúc 18 giờ hàng ngày cũng không nằm ngoài mục đích đó. Hy vọng sẽ luôn nhận được sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị. Còn bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật tình hình an ninh tại địa phương và cả nước trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, hiện nay tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao đang diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân và thường xuyên thay đổi phương thức lừa đảo. Chính vì vậy, mặc dù đã được cảnh báo nhiều lần, nhưng rất nhiều người vẫn bị sập bẫy bọn lừa đảo. Ngày 6 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng sử dụng mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2 tỷ đồng. 3 đối tượng bị công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam gồm Lê Ngọc Minh Hoàng, Phan Thanh Hải và Lương Thành Quốc Huy, đều sinh năm 1998, trú tại tỉnh Quảng Nam và đều là sinh viên. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1 năm 2018, các đối tượng trên đã lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook để đăng thông tin bán xe máy lên mạng. Sau đó nhận tiền đặt cọc của người mua qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền này. Tính đến nay, các đối tượng đã lừa hơn 300 người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra. Càng gần cuối năm, hoạt động buôn bán vận chuyển pháo trái phép có chiều hướng bùng phát. Tại Hà Tĩnh, chỉ trong 3 ngày, từ ngày 3 đến 5 tháng 12, lực lượng chức năng tỉnh này đã bắt giữ 3 vụ với nhiều đối tượng có hành vi vận chuyển hơn 370 kg pháo trái phép. Tương tự, mới đây, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã bắt một đối tượng vận chuyển gần 500 kg pháo trái phép trong hàng hóa container. Hai vụ vận chuyển pháo trái phép với tổng trọng lượng 240 kg được Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ từ các phương tiện đang lưu thông tại các tuyến giao thông quốc lộ 1A và khu vực phường Sông Trí. Trong khi đó, vụ còn lại được phát hiện bởi lực lượng kiểm soát biên phòng tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất thủ tục để xử lý các đối tượng. Trên tuyến đường tránh thành phố Vinh, khi các lực lượng chức năng dừng kiểm tra xe container biển kiểm soát 92C06851 kéo theo remote 51R18637 do Huỳnh Minh Toàn, sinh năm 1973, trú huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển, thì phát hiện 145 cối pháo hoa loại 36 quả và 56 cối pháo hoa loại 100 quả với tổng trọng lượng gần 500 kg. Số pháo trên đối tượng Toàn mua từ biên giới phía Bắc đưa vào thành phố Vinh và các tỉnh lân cận để tiêu thụ. Công an thành phố Vinh đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số pháo hoa nói trên và tạm giữ đối tượng để xử lý. Chuyển sang một thông tin khác. Khoảng 3 giờ sáng hôm nay, 7 tháng 12, tàu cảnh sát biển 4037 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lai dắt tàu cá DNA 90917TS cùng 8 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Quảng Bình về Đà Nẵng an toàn. Rạng sáng ngày 6 tháng 12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 nhận được thông tin tàu cá DNA 90917TS cùng 8 thuyền viên đang hành nghề trên vùng biển Quảng Bình bị hỏng máy trôi dạt trên biển. Trước tình huống nguy cấp, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã điều động tàu Cảnh sát Biển 4037 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực phía đông nam đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, khẩn trương đi cứu nạn. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, tàu Cảnh sát Biển đã tiếp cận được với tàu cá bị nạn, triển khai các biện pháp hỗ trợ ngư dân lai dắt tàu về bờ. Đến 3 giờ sáng hôm nay, tàu Cảnh sát Biển 4037 đã lai dắt tàu cá này cùng 8 ngư dân về Đà Nẵng an toàn. Thông tin an ninh trật tự cuối cùng cập nhật tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, theo phản ánh của nhiều nông dân tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, những năm gần đây, khi giá mít trên thị trường tăng cao thì nạn trộm mít xảy ra liên tục. Đặc biệt khoảng một tháng trở lại đây, các vườn mít trên địa bàn xã bị trộm hoành hành, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân. Anh Đỗ Trọng Diệp ở xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức có 4 sào mít đang thời kỳ thu hoạch. Từ năm 2017 đến nay, khi mít bắt đầu có giá cao trên 10.000 đồng một ký, thì tình trạng mất trộm xảy ra liên tục. Chỉ tính từ đầu tháng 11 đến nay, anh Diệp bị mất trộm mít 3 lần. Không chỉ trộm mít, bọn tội phạm còn nhẫn tâm khoét trái gây hư hỏng gần 1,5 tấn mít của nhà anh. Là vì cái người đi ăn trộm nó không có phải là dân chuyên môn hay mít, thành thử ra nó vô là nó thử. Trái nào nó đa số là thử, cái trái nào lớn là nó thử.
đó, mà nó thử rồi là cái mít đó sẽ không bán được, hư đó, hoặc là bán với cái giá rất là bèo. Vườn mít nhà anh Nguyễn Văn Kỷ từ đầu vụ đến nay cũng bị trộm 4 lần, mỗi lần mất khoảng vài chục trái. Với giá mít hiện tại 28.000 đồng một ký, gia đình anh bị thiệt hại hàng chục triệu đồng. Do mít tặc hoành hành cả ngày lẫn đêm nên anh Kỷ phải tranh thủ bán mít non với giá chỉ 2.500 đồng một ký. Lượng mít mà mình mang đi thì bao nhiêu tiền mình không biết, chứ cái số còn lại mà bị khoét lỗ với bị cắt dưới gốc là nó sẽ thúi hết. Ở trong xóm này thì toàn là mình không có bán được cho ai, cho mình cho xóm người ta cho bò ăn. À, rồi còn lại cho nên phía sau vườn mình nó còn rất là rộng, nhưng mà mình cuối cùng mình phải bán cho những cái người ta mua mít non khoảng 2.500 một ký để người ta chở đi miền Trung. Thì bản thân mình cũng mong muốn chính quyền địa phương, đặc biệt là công an, làm thế nào mà điều tra để mà ngăn chặn cái tình trạng trộm cắp cái trái cây, đặc biệt là cái mùa chính vụ của mùa mít này, để cho bà con nông dân người ta yên tâm, người ta chăm sóc vườn cây cũng như là không có bị thiệt hại nhiều. Khoảng vài năm trở lại đây, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh cải tạo vườn cây tạp sang trồng mít siêu sớm, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bình quân 1 hectare mít, mỗi năm nông dân có thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng. Tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức có hơn 20 hộ trồng mít với diện tích gần 10 hectare. Tình trạng mất trộm mít liên tục diễn ra như hiện nay không chỉ khiến thu nhập của nông dân giảm mạnh mà còn gây tâm lý hoang mang, bất ổn tại địa phương. Tuy nhiên đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành vẫn chưa có hướng ngăn chặn xử lý hiệu quả. Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trước ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện. Mời quý vị xem lại bản tin trên website brt.vn. Chúng tôi cũng rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ.